Xin chào quý bà con, mình là Ly. Lời đầu tiên Ly muốn thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an đến quý bà con. Còn ngày hôm nay thì Ly đang có mặt tại huyện Tân Hưng của tỉnh Long An nha bà con. Thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị đang quan tâm về cái mô hình trồng dừa cũng như là cái khoảng cách trồng dừa như thế nào hợp lý nha bà con. Thì ngày hôm nay thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta mô hình là trồng liếp đôi nha. Chúng ta muốn trồng liếp đôi thì chúng ta cũng có thể tham khảo về cái mô hình giống như vậy nha bà con. Anh sẽ lên cái mặt liếp á, tức là từ cái mí mương này nè qua tới cái mí mương bên kia là 7,5 m nha bà con. Cái mặt liếp là 7,5 m. Từ cái mấy mí mương này nè, anh sẽ giật vô trong tới cái cây dừa là 1 m ha. Còn cây bên kia cũng vậy luôn nha bà con. Đó. Cây này cách cây bên kia là 5 m. Ly thì thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta trồng dừa là nên trồng 6 m, nhưng mà anh muốn trồng nhiều cây, anh trồng chuyên canh á, anh muốn trồng 5 m thôi. Đó. 5 m cũng ok ha bà con, cũng không sao. Nhưng mà quý bà con chúng ta lưu ý là không được trồng dưới 5 m nha. Cự ly gần nhất của cây thì 5 m á. Tại vì thể loại dừa thì cây ăn lâu năm nha bà con. Bạn này sống thọ tầm khoảng là trên dưới 20 năm. Quý bà con chúng ta trồng thưa thì sau này năng suất nó sẽ nhiều hơn nha. Trồng dày quá thì quý bà con chúng ta tốn tiền cây giống, nhưng mà sau này năng suất nó sẽ không có bằng cái cây mà chúng ta trồng thưa ha. Thì Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta dừa thì chúng ta nên trồng khoảng cách là 6x6 là khoảng cách trồng lý tưởng của cây luôn nha bà con. Dừa Mã Lai thì đang được chủ đầu tư quan tâm để trồng rất là nhiều, thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị đang quan tâm. Còn đây là cái hố trồng nè, bên trung tâm cây giống sẽ đến vườn giống như là đào hố cho anh luôn nè, và sẽ xử lý đất trước khi trồng luôn ha bà con. Còn những cái trắng trắng như vậy nè là những cái dôi á, những cái dôi và những cái phân ở trong cái hố này là cái phân lân nha bà con. Bên trung tâm cây giống những cái anh kỹ thuật đã đến vườn, đã là giống như là đào hố nè, rồi xử lý dôi, xử lý lân để cải tạo đất trước khi trồng cây á. Thì Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta trước khi trồng thì phải xử lý đất tầm khoảng là từ 10 đến 15 ngày rồi chúng ta mới trồng được ha bà con. Chúng ta mà lên liếp mà chúng ta trồng liền thì cây sau này nó sẽ không có tốt. Chúng ta xử lý đất ban đầu sau này thì nó sẽ nhẹ cái công chăm sóc hơn ha bà con. Nó tiêu diệt những cái con nấm bệnh và nó sẽ hạ phèn nữa. Dừa đỏ Mã Lai một trong những loại cây trồng kinh tế ổn định nha bà con. Bạn này nó không có đột phá giống như là cái cây sầu riêng hoặc là cây mít được, nhưng mà bạn này kinh tế rất là ổn định, nhẹ công chăm sóc, nhẹ tiền phân bón nữa. Nếu như cô chú anh chị nào mà chúng ta mà không có kỹ thuật cao á, mà muốn trồng những cái cây dễ trồng á, thì chúng ta có thể tham khảo về giống dừa này nha bà con. Tại vì cây dừa Mã Lai thứ nhất là nó lùn thì chúng ta dễ thu hoạch hết bà con. Còn cái thứ hai nữa là cái trái trên cây dừa nó rất là sai. Một cái buồng dừa như vậy có thể lên tới là từ 15 đến 35 trái nha bà con. Thì xin nhắc lại ha, trái dừa nó rất là sai trên cái quả dừa Mã Lai. Mà giá thu tại vườn hiện tại thì cũng là 85 đến 90 ngàn một chục nha bà con. Mà không có dừa để bán luôn. Tại vì những cái tháng nắng á, những cái loại dừa giống như dừa ta nè, những cái loại dừa lai á, bạn đó hay bị treo cổ tại vì thiếu nước nha bà con. Nên cái dừa Mã Lai này nó đang lên ngôi là như vậy. Bạn này nó thứ nhất là cây lùn, trái sai. Tức là một cái tàu lá như vậy là bạn này nó sẽ ra một cái buồng dừa bà con, nó không có bỏ buồng nha. Tại vì dừa Mã Lai cái tàu nó sẽ thưa hơn nha bà con, nó thưa hơn những loại dừa khác. Nên mỗi tàu thì nó sẽ ra một buồng. Quý bà con chúng ta lưu ý phần này ha. Còn dừa Mã Lai cái bề hoành của trái thì Ly thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều. Là dừa Mã Lai đít bầu thì bề hoành của trái tầm khoảng là từ 42 hoành trở lên nha bà con. Không có dưới 42 hoành. Giống như trước màn hình của quý bà con chúng ta đây ha. Mấy anh sẽ trải ra từng hố hết rồi nè. Đó, trái dừa nó rất là to. Tại vì bên trung tâm cây giống toàn là để dừa trần không hả bà con. Quý bà con chúng ta mua hàng của trung tâm cây giống, thứ nhất là dễ kiểm tra hàng nè. Chúng ta mà thấy cái hàng mà xuống xe á, thì quý bà con chúng ta kiểm tra được cái chất lượng bên trong nó như thế nào ha. Gáo to, gáo nhỏ, dừa bầu, dừa chu gì chúng ta cũng có thể phân biệt ra được hả bà con. Mỗi hố trồng nè, gãi ra một cây hết. Cái khoảng cách này thì chúng ta cũng có thể xen canh được nha bà con. Nhưng mà anh quyết định là anh không có xen canh, anh trồng chuyên canh luôn. Chúng ta cũng có thể xen canh được cái cây ổi nè, hoặc là cây mai, hoặc là cái cây chuối nha bà con. Cũng rất là nhiều loại cây để chúng ta xen canh ha. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà chúng ta muốn xen canh cái hàng giữa như vậy nè, giống như hai cây dừa hai bên nè, chúng ta mà muốn xen canh một cái hàng giữa như vậy thì chúng ta phải lên mặt liếp là 8 m ha bà con. Mỗi bên thì chúng ta giật vô 1 m thì còn 6, cây này cách cây kia 6 m thì chúng ta có thể là xen canh ở chính giữa như vậy nè, thêm một cái cây nữa, cái cây chủ lực ha bà con. Cái cây thì chúng ta có thể là xen được mít ruột đỏ, sơ vàng nè, hoặc là cây bưởi ruby ha. Chúng ta muốn xen ổi cũng được ha bà con, xen vô tư luôn nè. Còn mấy anh thì đang xuống hàng để chuẩn bị trồng.
Thì bên trung tâm cây giống luôn cung cấp cây giống cho quý bà con chúng ta, thì sẽ kèm theo là hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con chúng ta trọn đời cây nha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta mà không biết cách lên mô làm liếp nó như thế nào thì bên trung tâm cây giống cũng luôn hỗ trợ. Nếu như cô chú anh chị nào mà chúng ta cần bên trung tâm cây giống đến tận vườn để làm hết tất cả cho quý bà con chúng ta thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình 0345679887 và 0777403339 nha bà con. Còn đây là anh Trắng, đại lý cấp 1 của bên trung tâm cây giống. Anh chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái địa chỉ của anh nằm ở đâu hả anh? Cái địa chỉ của chi nhánh 2 của bên trung tâm cây giống của em là ở ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An quý bà con. Ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng của tỉnh Long An nha bà con. Anh là đại lý cấp 1 của bên trung tâm cây giống, anh cũng nằm ở huyện Tân Hưng. Hôm nay thì bên trung tâm cây giống cũng đến tận vườn ở huyện Tân Hưng để trồng cây trực tiếp, thì anh Trắng cũng có qua để hỗ trợ kỹ thuật ha bà con. Nếu như cô chú anh chị nào mà chúng ta có gần cái địa chỉ của anh thì quý bà con chúng ta cũng có thể đến tận vườn để chọn từng cây giống mà quý bà con chúng ta yêu thích nhất ha. Thì bây giờ Ly sẽ đi một vòng cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo nha. Mấy anh đã gãi cây hết rồi, mấy anh đã trải cây để từng hố như vậy nè. Đây là cái mặt liếp trồng liếp đôi nha bà con. Chúng ta trồng liếp đôi á. Còn quý bà con chúng ta nào muốn trồng liếp chiếc thì sẽ có mô hình khác nha. Bên Ly thì cũng có rất là nhiều cái dự án đang chuẩn bị đi trồng cho chủ đầu tư. Thì mỗi một cái mô hình thì Ly sẽ cùng ghi hình lại cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo. Nếu như quý bà con chúng ta ưng cái mô hình nào thì chúng ta có thể áp dụng theo cái mô hình đó ha bà con. Còn ở đây thì cái liếp này thì anh trồng là 3 cây luôn nè. Mô hình này ở trên trồng cây, ở dưới nuôi cá nha bà con. Anh sẽ tưới tay, có lắp hệ thống tưới nè, anh tưới tay luôn á. Đây là những cái bó rơm, khi mà bên trung tâm cây giống đã trồng cây rồi thì anh sẽ trụ gốc lại á, tức là đậy trên cái gốc đó bà con để giữ ẩm cho cây. Tại vì anh tưới tay anh cũng muốn giữ ẩm cho cây để anh hạn chế được cái phần tưới đó bà con, để giữ cây cho cây nó mát mát á, giữ ẩm. Rơm thì giữ ẩm rất là tốt nha. Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta trước khi trồng xong rồi chúng ta phải trụ rơm lại. Cây gì cũng vậy hết bà con, trong riêng về cây dừa. Giai đoạn đầu thì chúng ta cần giữ ẩm cho cây để cây nó phát triển mạnh hơn. Cái mô hình này thì bên trung tâm cây giống sẽ hỗ trợ hết kỹ thuật trồng luôn nha bà con. Cái khu này là anh trồng là 2 mẫu. Đây là những cái cây dừa, chiều cao của cây thì từ 3 tấc tới 4 tấc. Đây là anh Đạt nha bà con, chủ đầu tư của khu vườn này. Ly cũng mới biết luôn, thường thì anh Toàn ảnh hay lên đây để ảnh làm việc với anh Đạt thôi, Ly không có lên lần nào hết nên không biết. Lần đầu tiên gặp anh luôn. Khu vườn này rất là rộng nha bà con, hai bên thì anh sẽ làm bờ đê hết nha, sợ bị ngập lụt đó bà con. Thì anh sẽ làm cái bao đê giống như vậy để ngăn chặn được cái mùa lũ của về á. Miền Tây thì nó hay bị lụt lũ đó bà con, nên phải dùng những cái bao đê như vậy để chắn lại, phòng trừ những cái trường hợp xấu nhất đó bà con. Đây là trái dừa đỏ Mã Lai nè. Khi hàng của bên trung tâm cây giống xuất đi thì có kèm theo những cái tem giống như vậy nha bà con. Quý bà con chúng ta lưu ý ha, mua hàng của trung tâm cây giống không riêng về cây dừa nha, cây dừa cũng vậy hết ha. Khi mà bên trung tâm cây giống xuất hàng đi đều có kèm theo cái tem ha, có cái mã QR của bên trung tâm cây giống đây. Còn cái trái dừa Mã Lai này là dừa Mã Lai đít bầu nha bà con. Mô hình này là trồng 400 cây dừa Mã Lai đít bầu. Rồi cái video này thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về mô hình trồng dừa. Anh trồng liếp đôi nha bà con, cũng như khoảng cách trồng nó như thế nào. Cô chú anh chị nào đang xem video thì nhớ cho Ly xin một nút đăng ký để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống up lên. Và bây giờ
Xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Lý tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về mô hình trồng dừa. Xin chào và hẹn gặp lại.